chào mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam cũng như đã quay trở lại đối với video nhận định thị trường và phân tích các nhóm cổ phiếu tiềm năng em là Khoai TB ở video ngày hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người cái cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp một nhóm ngành rất hot trong khoảng thời gian vừa rồi và là một cổ phiếu mà em muốn mang đến với là cổ phiếu KBC như mọi người đã có thể thấy tuy nó chưa tăng trong khoảng thời gian trước nhưng mà không có nghĩa là nó là một cổ phiếu không thể tăng và nó là một cổ phiếu yếu nó yếu bởi vì nó chỉ chưa tăng mà thôi và em tin rằng khi mà nó đã có nhịp bậc tăng rồi mọi người dường như sẽ thấy hối hận khi mà các vùng giá hiện tại là một vùng giá rất an toàn dường như là mọi người đặt cược đặt ba mọi người có thể ăn được 7 được 10 là một điều hoàn toàn bình thường với cổ phiếu KBC trong thời điểm hiện tại nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích, có thể để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe, cho video của em một like và có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người hãy để lại phần bình luận em sẽ hỗ trợ cũng như tư vấn cho mọi người một cách kỹ càng và hiệu quả nhất. Và nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ nói về thị trường chung trước khi nói về cổ phiếu KBC. Đây. Thị trường chung của chúng ta nay Index đã tiến lên vùng 1209 và có sự luân phiên rất rõ ràng của các cổ phiếu trụ khi mà các cổ phiếu ngân hàng đã có sự quay đầu giảm điểm. Vậy vì sao mà nó là luân phiên của các cổ phiếu trụ? Điều này cho thấy điều gì? Với em, việc mà các cổ phiếu trụ luân phiên nâng đỡ thị trường là một điều và một dấu hiệu rất là tốt. Điều đó cho thấy dòng tiền lớn không chỉ tập trung vào mỗi một nhóm ngành mà nó có sự phân hóa và khi mà đã tập trung vào nhiều nhóm ngành trong nhóm ngành trụ, nhóm cổ phiếu trụ thì điều đó xác nhận dòng tiền lớn đã tham gia thị trường và nhịp sóng sắp tới khi mà nó bứt phá thực sự ra khỏi vùng giá 1205 này thì đó sẽ là một cơn sóng tổng thể và là một cơn sóng lớn nhất trong năm 2024 mà mọi người có thể kỳ vọng tới. Vậy trong thời điểm ngắn hạn và cụ thể là trong phiên dịch tuần sau thì hành động của chúng ta là như thế nào với việc mà đánh can kishun trong khung này vẫn đang chập lại với nhau và hướng lên cho thấy thị trường của chúng ta sẽ có đà tăng tiếp tục và vẫn sẽ duy trì ít nhất từ là phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần sau và rủi ro chỉ sẽ xuất hiện vào phiên thứ tư sau phiên thứ tư bởi việc mà thị trường cũng như là cái thanh khoản vẫn như trì ở mức tốt như hiện tại thì hoàn toàn thị trường sẽ có thể lắp lại cái gáp vùng giá 1212 thậm chí khi rướng lên đâu đó xa hơn vùng 1220 là một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian sắp tới nhưng mà nếu nhìn vào khung tuần thì đây là một vùng kháng cự khung tuần tạo bởi giao găm 129 cũng như khung ngày là một vùng gáp rất lớn ở đâu đó ngày 21 và 22 tháng 9 tạo ra một sự giảm điểm rất mạnh thì rất nhiều nhà đầu tư trong vùng này đã và đang bị kẹt hàng Vì vậy khi tiệm cận lại vùng này Thì sự rung lắc là một việc hoàn toàn bình thường Và sẽ là một điều tất yếu Để có thể xảy ra Để chúng ta có một sự tăng trưởng bền vững hơn của thị trường Trong thời gian sắp tới Hướng lên vùng 1250 Và nếu nhìn vào khung đồ thị 15 phút Với việc mà Tenkan Kijun ở khung 15 phút nhé đang chập lại và hướng lên thì ngay trong phiên sáng thứ hai chúng ta vẫn sẽ có một nhịp bật tăng rất tốt cũng như là có một hỗ trợ của vùng may tương nối dài phía dưới nhưng mà sau phiên sáng chúng ta sẽ gặp áp lực eo may nhỏ ở đây hút giá về thì đây có thể sẽ là một vùng mà thị trường sẽ có thể rung lắc ở trong chiều thứ hai nhưng mà với em chỉ số vẫn sẽ duy trì đà xanh và vẫn sẽ có một đà hướng lên 1.220 trước khi cũng có một nhịp chỉnh thì với cái việc này Thì à, nhịp chỉnh sẽ là đến từ việc Là có một vùng khách sạn sẽ mở ra Lần quanh vùng giá là 1186 tới vùng 1190 Khi mà thị trường không thể Em nói khi mà thị trường không thể tiếp tục bứt phá được nữa bứt phá và tiến lên các vùng cao hơn trong giai đoạn này được nữa thì vùng khách sạn sẽ mở ra lên quanh vùng 1186 đến vùng 1190 là tạo áp lực hút giá về nhưng thị trường điều chỉnh chính là cơ hội mua để mọi người đón một cơn sóng ngắn hạn sắp tới lên vùng 1250 đó là kịch bản giao dịch cho mọi người trong tuần tới cũng như trong giai đoạn sắp tới vậy chúng ta sẽ đến với cổ phiếu KBC KBC như mọi người có thể thấy là một cổ phiếu tích lũy rước chặt trong nhóm bất động sản khu công nghiệp hầu như các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp khác đều có một nhịp bực tăng rồi nhưng cổ phiếu KBC này thì chưa Vậy thì nguyên nhân nào làm cho cổ phiếu KBC vẫn chưa có một nhịp bật tăng trong khi nhóm ngành chung của nó đã bật tăng rồi? Nguyên nhân đã đến từ việc là trước đó chúng ta có một số thông tin về việc bắt bớ cũng như là một số thông tin không tốt cho cổ phiếu KBC. Điều này tạo ra một cái áp lực cũng như là một cái áp lực bán tương đối mạnh cho cổ phiếu KBC. Đè cổ phiếu KBC vẫn đang ở vùng dưới hỗ trợ vùng giá 30 nhưng mà mọi người vẫn nên nhớ khi mà dòng tiền đang tham gia rất tốt vào thị trường và tiêu biểu là tham gia vào các cổ phiếu trụ và các cổ phiếu blue chip thì đây là sự xác nhận cho việc dòng trường thị trường sẽ có cái cơn sóng tổng thể cũng như là một cái sóng ngành cũng như là một cái sóng rất lớn cho giai đoạn sắp tới ở 2024. Vì vậy, không cổ phiếu cũng như không nhóm ngành nào sẽ bị bỏ lại phía sau và đặc biệt là cổ phiếu nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp sẽ hưởng lợi rất tốt ít nhất cho đến quý 1 năm 2024 này bởi câu chuyện nguồn vốn FDI cũng như là cái việc mà cái giá đất thuê mà thuê đất khu công nghiệp ở Việt Nam so với khu vực Đông Nam Á là vẫn còn rất thấp và vẫn còn rất là cạnh tranh và riêng cổ phiếu KBC là một cổ phiếu có cái lượng đất cũng như là có mặt bằng đất cho thuê rất lớn để xây dựng khu công nghiệp. Vậy thì không có lý gì mà cổ phiếu KBC không thể có một đà tăng được cả. Với việc nếu nhìn vào các đồ thị kỹ thuật ở hiện tại, mọi người có thể thấy đây là một vùng hỗ trợ rất tốt cho cổ phiếu KBC. Nó tạo ra bởi giao găm 65, giao găm 129 tạo ra bởi cả can và Kijun lăn quanh vùng giá 30 30.8 cho tới vùng giá 31.3 này Vậy thì tại sao chúng ta không tham gia giải ngừng của cổ phiếu KBC trong vùng này Bên cạnh đó, nguyên cái giai đoạn phía trước là một vùng eo may mỏng Có vùng eo may mỏng mang ý nghĩa gì? Là một vùng mà cổ phiếu cũng như là cái vùng giá nó có thể dễ dàng xuyên qua để tiến lên các vùng cao hơn là một điều hoàn toàn là cơ hội cho cổ phiếu KBC trong khoảng thời gian sắp tới nhé và khi mà mọi người có ở vùng giá 31.3 này trở xuống thì mọi người em em đã dường như em đảm bảo với mọi người rằng đây là một vùng mua rất an toàn và mọi người không phải lo lắng một điều gì cả nếu nhìn vào MACD MACD cũng đang hướng lên vùng không và nếu với cái việc này khi mà MACD có thể con đã hướng lên trở lại thì sẽ có sự thúc đẩy cũng như là hỗ trợ rất tốt cho cổ phiếu kbc có một nhịp tăng mạnh mẽ trong thời gian sắp tới bởi nhìn vào khung đồ thị ngày hay khung đồ thị tuần luôn nhé hay là khung đồ thị tuần cổ phiếu kbc vẫn đang ở trong một mô hình tam giác và đây là một mô hình mà mọi người thấy rất nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi và bất kỳ cổ phiếu nào bất ra khỏi mô hình tam giác này thì hoàn toàn sẽ có một nhịp tăng rất mạnh và em tin rằng khi mà nó mấp mé Đã mấp mé như thế này rồi Tiệm cận bước ra khỏi vùng giá 31.8 rồi ấy. Thì khi nó thực sự bước ra khỏi 31.8 Mọi người sẽ không thấy cái Mức giá 31.3 trở xuống nữa đâu Mà nó sẽ lên các vùng nền cao hơn Đó vùng giá 36 Một cổ phiếu tiêu biểu mà em muốn gửi đến Đó chính là cổ phiếu GVR à, GVR GVR Như mọi người có thể thấy Đây là một cổ phiếu cũng đã có một mô hình tam giác Rất đẹp trong khoảng thời gian vừa rồi Và khi nó bứt ra khỏi cái mô hình này Vào ngày 26 tháng 1 Thì nhìn mọi người có thể nhìn thấy rằng Một nhịp tăng rất mạnh Và dường như cổ phiếu GVR là một cổ phiếu mạnh mẽ Cũng như là tăng trưởng tốt nhất trên thị trường Trong thời điểm vừa qua Ở nhóm mỹ Cap nhé và cũng là một cổ phiếu trong khoảng thứ phiên thứ sáu vừa rồi là một cổ phiếu rất đẹp cũng như là đẹp nhất của tất cả thị trường luôn toàn thị trường thì cho thấy khi mà các cổ phiếu đã hình thành các mô hình tích lũy như thế này rồi thì việc bực tăng là một điều dễ hiểu và sự kỳ vọng của chúng ta sẽ là lên các vùng rất cao lên vùng giá 26 như cổ phiếu GVR với một mức tăng là 25 phần trăm là trong khoảng đâu đó là hai tuần là một điều hoàn toàn bình thường vậy khi mà cổ phiếu KBC bứt ra khỏi vùng giá 32 hay là 31.8 thì em tin rằng một mức tăng đâu đó là 20% cho cổ phiếu GVR là một điều hoàn toàn mọi người vẫn có thể kỳ vọng được. Vậy điểm mua và điểm bán của cổ phiếu GVR là như thế nào? Điểm mua cổ phiếu GVR sẽ là dưới vùng giá 31.3 tới vùng giá 30.8. Đây là vùng mọi người vẫn có thể giải ngân nếu có trong tuần sau nhé. Và vùng chốt lời đầu tiên sẽ là vùng kháng cự đỉnh cũ gần nhất là vùng giá 35.3 cho tới vùng giá 36 và xa hơn là sẽ là vùng giá trên này, vùng giá 39. Thì đây là một cơ hội rất lớn để đầu mọi người đầu tư bởi vùng hỗ trợ của nó rất gần và vùng lúc lời cũng như mục tiêu của chúng ta là rất xa vì vậy không có lý do gì mà chúng ta không thể đầu tư với cổ phiếu GVR trong giai đoạn này nếu nhìn vào khung đồ thị tuần cũng như là khung đồ thị tháng nhé thì cổ phiếu GVR là một cổ phiếu rất là thoáng và chỉ cần đâu đó 3 tuần nữa thôi dù cho dù cho các phiên sắp tới nó không bật tăng được nhưng khi mà nó tích lũy trong 3 tuần nữa thôi nhé khi mà Tenkan cũng như Kizun chập lại với nhau và sẽ Cổ phiếu GVR hướng vào cái vùng mai dày này sẽ tạo ra một động lực rất tốt cho cổ phiếu GVR bứt phá ra khỏi mô hình tam giác này và hướng lên cái vùng cao hơn là một điều hoàn toàn bình thường. Vì vậy, như em đã nói, đây là một vùng mua rất tốt mọi người canh cứ dưới vùng giá 31.3 là vùng giá mọi người có thể hoàn toàn mua được, không có vấn đề gì cả. Em là Khoai TV, chúc mọi người giao dịch thành công.